Việt Nam vs Malaysia chung kết sớm tại bảng B AFF Cup 2021. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Malaysia được dự báo sẽ là một cuộc chạm trạng vô cùng quyết liệt và hấp dẫn. Hai ứng cử viên hàng đầu cho vị trí nhất bảng B và sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2021, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ chạm trán nhau ở lượt trận thứ ba bảng B vào 19h30 phút ngày 12 tháng 12 trong một cuộc đọ sức được dự báo sẽ quyết liệt và hấp dẫn. hổ Mã Lai cực kỳ khắc thắng bị lép vế trước Việt Nam trong lịch sử đối đầu, những chú hổ Mã Lai hơn bao giờ hết trước khắc thắng trong cuộc chạm trán này. Việt Nam và Malaysia là hai đội bóng có nhiều duyên nợ ở khu vực Đông Nam Á. Cuộc đối đầu diễn ra vào tối ngày 12 tháng 12 sẽ là lần chạm trán thứ 17 giữa hai đội trên tất cả các đấu trường. Trong quá khứ, tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia đã gặp nhau tổng cộng 16 lần, gồm cả các giải chính thức và thi đấu giao hữu. Trong đó, những chú rồng vàng vượt trội với 12 chiến thắng còn những chú hổ Mã Lai chỉ có vỏn vẹn hai chiến thắng. Đáng chú ý, 7 năm trở lại đây và dưới thời huấn luyện viên Bắc Hang-seo, tuyển Việt Nam chưa hề biết đến mùi thất bại trước đối thủ này. Đặc biệt, tại AFF Cup các cách đây 3 năm và vòng loại thứ hai World Cup 2022 vừa qua, những trận đấu với tuyển Malaysia đều mỉm cười với những chiến binh sao vàng và tuyển Malaysia luôn là đối thủ ưa thích của Việt Nam. Thế nên, những thất bại trước Việt Nam cũng giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Tang Chen Hoa có thêm những bài học và càng thôi thúc họ quyết tâm hạ bệ được ông vua bóng đá Đông Nam Á. Ở thời điểm hiện tại, Malaysia không dễ thay đổi lịch sử. Tất nhiên, tuyển Malaysia muốn thông qua trận đấu ở bảng BAFF Cup 2021 để chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua trước tuyển Việt Nam. Nhưng muốn là một chuyện, còn thắng được hay không lại là chuyện khác. Hành trang của tuyển Malaysia là kinh nghiệm và quyết tâm được hung đúc từ những trận đấu với tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, họ lại đang phải chịu bất lợi trước trận chung kết sớm này của bảng B. Thứ nhất, về lực lượng, nếu Malaysia chỉ có 19 cầu thủ do chấn thương và nhiễm Covid-19, trong đó mất đến 4 trụ cột, thì Việt Nam có đầy đủ bộ khung 30 tuyển thủ sau khi bổ sung lý công Hoàng Anh. Thứ hai, với việc được nghỉ lượt trận thứ hai, Quang Hải và các đồng đội có tới 6 ngày nghỉ để tập luyện và xem dò đối thủ. Trong khi thầy trò ông Tang Chen Hoe phải căng mình đá 3 trận trong 8 ngày. Cơ hội nào để tuyển Việt Nam lấy 3 điểm từ Malaysia? Trận đấu với Malaysia vào tối nay ngày 12 tháng 12 được xem là thử thách lớn nhất mà các chiến binh sao vàng đối mặt tại vòng bang AFF Cup 2021. Liệu thầy trò ông Bắc có nối dài được chuối trận thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ này? Tại bảng B, ngoài trừ Lào, Campuchia quá yếu, hai tấm vé vào bán kết gần như chỉ là cuộc đua giữa ba cái tên Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Trong đó, đội bóng xứ vàng đạo có vẻ đối thế hơn hai đối thủ còn lại một chút. Nói như vậy để thấy, Cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Malaysia nhiều khả năng sẽ định đoạt ngôi đầu ở bảng B. Tại bảng A, có lẽ Thái Lan trội hơn Singapore, Myanmar, Philippines và Timor Leste, cho nên ngôi đầu khó lòng thoát khỏi đội bóng xứ chùa vàng. Cuộc diện này chắc hẳn khiến cả thầy trò ông Park và ông Tang Chen Hoe đều muốn giật ngôi đầu bảng để né người Thái. Trong lịch sử đối đầu với người Mã, phần thắng luôn nghiêng về phía tuyển Việt Nam. Cụ thể, tính từ AFF Cup 2016, hai đội gặp nhau cả thầy 6 lần. Việt Nam thắng 5 lần và hòa 1. Tuy nhiên, bầy hổ chơi ngày càng tiến bộ và gây ra không ít khó khăn cho các chiến binh áo đỏ, và tuyển Việt Nam cũng chỉ giành được những chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Trong nhóm đầu Đông Nam Á, ngoài trừ Việt Nam, Malaysia là cái tên duy trì được sự ổn định về lối chơi. Sở trường của những chú hổ Mã Lai là chơi áp sát, không ngại va chạm, khả năng pressing tốc độ cao. Thay Park, vì thế, cũng dành cho người Mã sự tôn trọng khi ông khẳng định gặp tuyển Malaysia chẳng khác nào như trận chung kết sớm tại bảng B. Đội tuyển Malaysia vốn mạnh về thể lực và sẵn sàng chơi rắn khi cần thiết. Thế nên, các chàng trai của chúng ta cần tránh xa đà vào cuộc đua sức cùng đối thủ. Trong bóng đá, không đội nào muốn đối đầu với vũ khí sở trường của đối phương. Họ càng chơi mạnh mẽ, sẵn sàng áp sát, thậm chí không ngại phạm lỗi, thì chúng ta càng phải bình tĩnh, tránh rơi vào bẫy khiêu khích của đối thủ. Điểm mới của tuyển Malaysia là họ giảm hẳn số lượng cầu thủ nhập tịch, nhằm tăng thêm sự gắn kết, hiểu nhau hơn trên sân. Điều này có thể gây khó khăn nhiều hơn cho Việt Nam. Người hâm mộ tin rằng các tuyển thủ của chúng ta sẽ trình diễn một bộ mặt khác biệt so với trận gặp Lào. Trận ấy, lối chơi của Việt Nam tỏ ra khá đơn điệu, có thể đó là chiêu dấu bài của thầy Park. Trận đấu ngày mai sẽ là cuộc tái hiện chung kết năm 2018, khi Việt Nam thắng 3-2 sau hai lượt trận để vô địch. Được hỏi về khả năng thắng Malaysia, huấn luyện viên Park nói: "Tôi không biết được, nhưng chúng ta đều biết đá với Malaysia giống như chung kết vậy. Chúng tôi phải nỗ lực hết sức." chiến thuật sẽ không có gì thay đổi đâu. Ông cho biết thêm, hôm nay tôi đã xem Malaysia thi đấu thắng Campuchia 3-1, chúng tôi phải cố gắng chơi thật tốt, dùng toàn lực mới mong có được kết quả như ý trước Malaysia. Phát biểu của thầy Park cho thấy thầy trò ông dành cho tuyển Malaysia sự tôn trọng. Đối đầu với người mà chắc chắn sẽ là một thử thách lớn với Quang Hải và các đồng đội. Tuy nhiên, với sự tự tin trước một đối thủ thường xuyên là bại tướng trong quá khứ, thầy trò ông Park sẽ giành kết quả như ý.